giới thiệu đây là một cái Death Note on in one. Nếu mà các anh nào đã xài hàng này rồi thì em không giới thiệu thêm nữa, nhưng mà em sẽ nói giới thiệu cho những các anh nào mà bắt đầu sử dụng cái mặt hàng này nha. Death Note on in one là dòng máy tính Line giữa laptop với máy tính bàn. Vì sao gọi là Line laptop với máy tính bàn thì thông thường nếu mình sử dụng một cái máy tính bàn để chi, để cái màn hình thật là to. Thông thường cái laptop thì không thể nào màn hình lên tới 20 inch, 24 inch, 32 inch được đúng không? Thì chỉ có máy bàn thôi. Thì máy bàn nó rườm rà ở chỗ là có một cái thùng PC cộng với cái màn hình mình mới sử dụng được. Nhưng mà cái máy bàn lại không có wifi, mình phải mua cái wifi rời mình gắn vô để mình sử dụng, hoặc mình kết nối với mạng có dây. Thì cái dòng Death Note on in one nó ra đời để đáp ứng cái tiêu chí là tích hợp những cái tiện dụng của laptop và tích hợp những cái lợi ích của máy bàn, tạo ra một cái sản phẩm tiện dụng cho mình sử dụng. Đây là hàng nội địa Nhật. Tuy là hàng nội địa Nhật nhưng mà nó sử dụng điện 220V với lý do là nó xài cục adapter. Nó xài cục sạc như vậy nên điện qua adapter là điện auto, mình xài thoải mái điện 220V ở Việt Nam mình nha. Với cái Death Note on in one thì nó sẽ tích hợp cái thùng CPU, tức là cái phần cứng á, vào phía sau của cái máy vi tính mình luôn. Thì bây giờ em sẽ quay mặt sau cho anh tham khảo nha. Đây, phía sau mình nó sẽ tích hợp cái phần cứng, phía trước mình thì nó sẽ kết hợp cái màn hình cực kỳ to. Phía trong này nó sẽ chứa RAM, ổ cứng, main, CPU và tích hợp nhiều cổng USB, tích hợp luôn lo, tích hợp luôn wifi. Model là Sony BCG-11413N. Nói về cái thương hiệu Sony thì các anh đã quá quen thuộc rồi đúng không? Sony là phải nói là thương hiệu mà nổi tiếng nhất của Nhật về dòng máy tính. Thì chất lượng Sony thì miễn bàn, hàng nổi được địa Nhật mà lại là thương hiệu Vio thì khỏi bàn đúng không? Với kích thước màn hình khá to 22 inch, xung quanh viền nó là màu đỏ mặn như vậy, cực kỳ sang trọng. Phần cứng của nó tích hợp là gồm có cấu hình như sau. Máy này chạy phần cứng là CPU Core i5 thế hệ 2, i5-2540M 2.6x4 CPU. RAM là 4GB, mình có thể nâng cấp lên RAM 8GB. Ổ cứng là 500GB, chạy cạc màn hình Vega HD Graphics 3000. Tích hợp vào máy này gồm có wifi, webcam, hệ thống lo cực kỳ hay. Đây là một cái dòng máy cực kỳ tiện. Vì sao? Vì mình không cần phải rườm rà như máy bàn, cái thùng về cái màn hình. Vì sao? Vì mình không có cần nhỏ xíu như cái laptop. Mình có thể trưng bày ở cửa hàng, làm máy tính tiền, làm nơi làm việc của mình sang trọng hơn, với cấu hình tương đối khá cao. Thì cái này nó giống như là laptop hay PC vậy đó, cấu hình từ i3, i5, i7, rất là nhiều cấu hình. Thì với cái cấu hình này mình có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí, chơi game, thích hợp tương thích, hoặc là sử dụng văn phòng. Thì ở đây em đã cài sẵn cái hệ điều hành Windows 7 Office 2010. Giờ em sẽ cho cấu hình này xuống. Em sẽ test webcam lẳng nhạc cho các anh xem nha. Bây giờ thì wifi thì nó nằm dưới góc này, nó y gan cái laptop vậy đó. Đây wifi, mình mở wifi thì Kim Thi nè, TL laptop nè, bắt sóng cả sớm luôn nha. Wifi cực kỳ khỏe, bắt hết sớm luôn. Thì bây giờ mình sẽ nghe nhạc release nha. Các anh thấy hệ thống lo nó như thế nào, cực kỳ im phải không? Bây giờ mình mở webcam nha. Đây, đây là cái webcam cực kỳ đẹp để mình chat chat với bạn bè, hoặc là gọi video call, quay tham gì đó cho nước ngoài, hoặc là kết nối Zalo để mình gọi điện thoại qua cái webcam như thế này. Webcam cực kỳ đẹp, sáng đẹp vô cùng, trong khi đó hệ thống lo cực kỳ hay. Thì đây là một cái dòng máy tính mà em nghĩ các anh nên đầu tư để mình sử dụng. Ở đây em cho nhân viên của em sử dụng một cái máy màn hình cảm ứng lên đây. Nhân viên em đang sử dụng một cái máy cực kỳ tiện, chỉ cần cái như vậy ghim điện là mình sử dụng thôi. Máy em bán ra xem đẹp, chuột, phím, màn hình cho các anh về sử dụng nha. Các anh về chỉ cần ghim điện là mình xài thôi, không cần lăn tăn suy nghĩ gì. Mọi việc phần cứng phần mềm đã có bên em lo hết, hàng bảo ra được bảo hành 1 tháng nha, tất cả đều nguyên bản nguyên zin cho canh. Hình thức rất là đẹp. Đây là một dòng máy tính mà rất đáng để đầu tư, mình để ở shop
ở cửa hàng, ở phòng khám, ở bàn làm việc, hoặc là ở cơ quan, hoặc là mấy cái tiệm mà cần mình in bill quá đơn, hay là cho các anh dễ két 207 chơi game nhẹ, hoặc là mình sử dụng Word, Excel, ứng dụng giải trí, tất cả đều ok. Em đã tích hợp Office, em đã cài phần mềm Office 2010. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các anh nào mua hàng thì IBM, cái này được gọi là Deadlock All-in-One hoặc là liền khói.